thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ra viện vào ngày hôm nay và nâng số ca nhiễm chữa khỏi của Việt Nam lên 263, tương ứng với tỷ lệ khỏi bệnh đạt 83%. Còn 60 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định. Bệnh nhân số 257, 15 tuổi, trú tại Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 9 tháng 4. Kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 13 tháng 5, lần 2 ngày 16 tháng 5. Bệnh nhân hiện ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho sốt. Người này đi lại bình thường, ăn uống khỏe mạnh. Bệnh nhân 264 là nữ, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện vào ngày 13 tháng 4, xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 12 tháng 5, lần 2 vào ngày 15 tháng 5. Bệnh nhân có sức khỏe tốt, tim phổi bình thường. Bệnh nhân số 270, trú tại Yên Dũng, Bắc Giang. Bệnh nhân vào viện ngày 24 tháng 4. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 âm tính lần 1 vào ngày 14 tháng 5 và lần 2 vào ngày 17 tháng 5. Cả 3 bệnh nhân đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Tuy nhiên, các bệnh nhân sẽ được theo dõi sức khỏe tiếp 14 ngày nữa. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ đầu mùa dịch COVID-19 tiếp nhận và điều trị cho 159 trường hợp. Đến nay có 143 trường hợp được công bố khỏi bệnh.